Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 26 tháng 6 đăng tải đoạn video Tổng thống Volodymyr Zelensky thăm một số đơn vị ở tiền tuyến, nhưng không tiết lộ thời gian và vị trí cụ thể. Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Zelensky đã đến gặp các binh sĩ tại tỉnh Donetsk, trong đó có những người tham gia trận đánh ác liệt trên hướng Bakhmut. Video cho thấy ông Zelensky trao huân chương cho binh sĩ và xem bản đồ cùng tư lệnh lục quân Oleksandr Sisky. Ông Zelensky sau đó tới trao huân chương và chụp ảnh cùng các binh sĩ một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn cận vệ Tổng thống Ukraine đang tham chiến trên hướng Berdyansk. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia ngày 26 tháng 6 cho biết các đơn vị tiền phương kiểm soát làng Rybnopin ở tỉnh Donetsk, song không công bố thời điểm cụ thể. Đây là ngôi làng thứ 9 mà Ukraine giành lại sau khi phát động đợt phản công từ đầu tháng 6. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho hay các cuộc tấn công của Ukraine trong tháng qua được xem là giai đoạn chuẩn bị cho cuộc phản công. Ông dự đoán khi Ukraine tiến hành trận đánh lớn, Kiev sẽ thành công. Quan chức Ukraine thừa nhận Nga đã xây dựng các hệ thống phòng thủ rất mạnh mẽ. Ông cũng nhận định chiến dịch phản công của Ukraine đang bị kỳ vọng quá cao trong giai đoạn này.